Good morning cả nhà Facebook và YouTube của Ngọc Ánh. Bữa nay là tháng 9 ngày 22/2021. Vô mùa thu rồi, thời tiết rất là đẹp. Hôm qua là Trung thu. Tối hôm qua là rằm tháng 8, Tết Trung thu năm 2021, 21 tháng 9. Thường thường Trung thu là thời tiết rất tốt, trăng sáng, năm nào hoa quỳnh cũng nở, độ chừng cái thời tiết vào Trung thu rất là đẹp. Chiều hôm qua thấy bốn cái bông nó bung ra rồi, nó hú nhú nhú ra rồi, nhưng mà Ngọc Ánh không có rảnh để ra ban đêm để rình nó, nên ban đêm mà nhiều khi ở ngoài sân quay nó cũng sẽ tối, không có đẹp. Sáng nay thức dậy ra sân thấy bốn cái hoa quỳnh rất là đẹp nên quay lại cái phim này. Mỗi thùng ra được hai bông nên hai thùng kế bên nó ra được bốn cái bông trắng đẹp quá. Tứ quý triple J nên nó ra được bốn cái hoa quỳnh. Giờ này là 9 giờ sáng rồi, thành ra 9 giờ sáng ngày thứ tư. Xe đổ rác nó đi ngang nó kéo ồn quá nên không biết lúc nào nó tới, nên canh quay vài phút để không thôi nó tới nó cứ rầm rầm. Đẹp quá ha, một hồi chừng nắng lên chừng 12 giờ bắt đầu là nó sẽ ngủm á. Nó ngủm là nó quéo lại như vậy nè. Mình trồng cực khổ nguyên năm cái bắt đầu tới mùa nó nở ra nè, mỗi lần thấy từng cái nụ vậy là nôn nao nè. Rồi, bị kiến cắn cái bụp rồi nè. Thấy cái dấu hiệu mà đen đen là kiến cắn là nó chết, nó không sống được, thấy chưa? Thấy chưa, kiến nè. Đó. Hồi lấy thuốc xịt mới được. Đó, hai cái này nó kế nhau đẹp chưa? Rất đẹp, thùng này bữa nay sai hoa lắm nè. Đó, thấy không? Quá nhiều nụ luôn nè. Đó, mỗi cái búp là một cái hoa. Đó, kiến nè. Thấy không? Kiến nó, tại cái hoa quỳnh nó rất là ngọt nên kiến nó bu vô, nó bám vô, nó hút mật á. Kiến đen nè. Kiến đen này khoái ngọt lắm. Thấy chưa, cái này là bằng chứng rõ ràng rồi, thấy không? Mới vừa nhú ra là kiến đen cắn nè. Thế mà kiến đen cắn một cái là nó đen vậy rồi. Rụng nè, rụng nụ nè. Chết rồi, chết một cái hoa rồi. Bởi vì nó giống như là mang bầu bị hư thai vậy đó. Không bảo đảm là được sanh em bé đâu ha. Đó, thấy không? Vậy nè, y chang vậy luôn rồi. Cưng lắm. Ong nè, ong bướm nè. Đó, ông nó chập chờn qua đây. Sáng giờ nhiều chim hummingbird nó lợi, nó hút mật cái này lắm, nhưng mà nó rất là lanh. Mình mà đứng gần là nó bay đi mất à. Đó, bông nè. Cái thùng này rất là sai hoa nè. Bự lắm. Bốn cái bông đang light up rồi nè. Chuẩn bị ra hoa đó. Mỗi một đốt là một cái hoa ha. Rất là sai. Hôm qua nó nở, hôm kia nó nở rồi, hai ngày trước nó nở rồi. Này là cánh mỏng, quỳnh cánh mỏng này mình trồng mười mấy năm rồi, từ 2008 đến giờ. Mỗi lần nhìn hoa quỳnh này nhớ ông Bảy, ba cô Mimi ở bên Texas. Ông Bảy mới yên nghỉ ngàn thu rồi, ngàn thu yên giấc rồi. Cái giống hoa quỳnh này từ Houston, Texas đem về tới Los Angeles, chạy về San Diego, đi lên San Jose, nó đi lưu động nhiều nơi lắm rồi. Giờ ông Bảy mất rồi, nhìn cái hoa quỳnh này nhớ ông Bảy. Ông Bảy cho cái giống này đem về. Này quỳnh cánh trắng, quỳnh cánh hồng nè. Này tốt rồi nè, nhìn cái nhú màu hồng. Này cánh trắng bự nè. Có quá nhiều nụ luôn. Đây coi. Đó, một búp này chắc 2 ngày nữa nở nè. Búp này nhú nhú lên là cũng sắp bự rồi đó. Đẹp quá. Mọc tùm lum hết á, chỗ nào cũng ló ra được hết. Nó đâm chồi, đâm lá con ra nữa nè. Thấy mỗi một cái là nó ra bông nè, ra nhánh nè. Cưng lắm luôn á, mình thương hoa quỳnh lắm. Đó, hai bông sắp sửa nở nữa nè. Chắc chừng maximum là 48 tiếng nữa hai cái hoa quỳnh này nở tiếp nè. Wow, nhện nó ra đây nó giăng lưới luôn nè. Ồ, kiến. Mình phải tiêu diệt kiến. Mọc xum xuê luôn, chạm đất luôn rồi. Wow, từ trên mà chạm xuống đất luôn rồi. Đẹp quá.
Và như nguyên tuần, trong vòng mấy tuần nữa là tha hồ ngắm hoa quỳnh luôn. Đẹp dễ sợ luôn nè, cái nhánh này là quá đẹp luôn, thẳng luôn nè. Ôi, chậu rau đắng của mình không biết làm gì ăn luôn rồi, trồng chơi chơi luôn. Bữa của người hàng xóm cho, mà hổm rày đâu nấu mắm đâu làm gì đâu, bận quá. Nấu không biết có ai ăn không nữa, trong nhà này không ai biết ăn món này hết nên không có nấu, cực quá. Mắm kho với lẩu mắm. Mấy đứa nhỏ chắc nó không không quen, nó không chịu nổi mùi này đâu. Nó chỉ biết ăn món mắm ruốc xào thịt ba rọi thôi à. Nên món này chắc là bánh chồng chơi chơi. Đây thùng quỳnh nãy này cũng tốt quá nè. Nó đâm tược con nhiều lắm rồi. Thế nó nhú ra nè, nhú ra mấy cái nhánh nhỏ nè. Cúc vạn thọ. Ồ, bữa nay hồng tam sắc nhú ra được một bông. Ăn ké nè. Quỳnh vàng nè. Quỳnh vàng bữa nay ra hoa quá nhiều luôn. Hai cây này không có ra nữa. Hai cây này trồng lâu lắm rồi, 5-6 năm rồi. Rồi, bye bye. Quay lại chút kỷ niệm để mình có cái hoa quỳnh năm sau mình coi tiếp. Quá đẹp. Tết Trung Thu là uống trà ngắm hoa quỳnh. Cái cây chanh, cây tắc này tốt quá nè. Đó, quá chừng trái luôn rồi. Đó, có một trái chín nè. Chín tắc Mỹ. Ok, Ngọc Ánh bye cả nhà mình ha. Thank you for watching.